Đây là bức ảnh chụp trước trại giam lớn nhất Vương quốc Campuchia. Bê Lý, 12 tuổi, đã tìm gặp được cha sau 4 năm không được nhìn thấy. Câu chuyện của Lý như cậu bí an trong bộ phim Đất Phương Nam, vô cùng khát khao và mong muốn được nhìn thấy cha. Gần đây thì Phong Bụi có chia sẻ một số video về việc bé trai 12 tuổi phải gồng gánh với trách nhiệm nặng nề của cả một gia đình. Lý đã phải bỏ học để bán vé số nuôi mẹ bị bại liệt, chị gái bị động kinh, dì Út bị tâm thần và cha đang giam giữ tại Campuchia. Mỗi ngày, Lý phải dậy thật sớm để đạp xe lang thang khắp mọi nơi để mời mọi người mua lấy vé số. Ngoài ra, em phải thường xuyên nhịn ăn để dành dụm một ít chi phí gửi cho cha đang giam giữ ở xứ người. Và Lý rất mong muốn được đi học như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, hoàn cảnh của em buộc phải hy sinh ước mơ của mình. Hơn nửa năm truy lùng tung tích thì nay mình đã tìm được nơi giam giữ của ba Lý. Và may mắn chuyến đi đã vô cùng thuận lợi, đã cho hai cha con gặp mặt nhau suốt 60 phút. Toàn bộ thời gian gặp nhau, cả hai cha con chỉ biết ôm nhau và khóc thật lâu. Khoảng 30 phút làm các cái thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh thì ngay bây giờ nhóm anh em tụi mình cùng với bé Lý cũng đã có mặt tại đất Campuchia. Mọi người hình dung là đây là cái con đường mà chính quyền Campuchia đang mở rộng ra. Gần đây nhất thì Thủ tướng Hun Manet, tức là con trai của Thủ tướng Hun Sen, đang có một cái chủ trương đó là đầu tư các cái hạ tầng giao thông kết nối về khu vực phía đông ở biên giới Việt Nam. Và gần đây nhất thì đất nước Campuchia cũng đang thôi thúc một cái dự án, đó là kênh đào Phù Nam, Techco. Đây là một kênh đào mà gây tranh cãi rất là lớn. Chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi thì kênh đào này sẽ chính thức khởi công để xây dựng. Và vài năm nữa thì sẽ có một kênh đào từ thủ đô Phnom Penh kéo dài đến khu vực gần cảng Siem Reap, tức là gần giáp với đảo Phú Quốc Việt Nam. Và mọi người sẽ thấy hạ tầng của Campuchia so với cách đây khoảng vài năm trước dịch đó, bây giờ đầu tư khủng khiếp lắm. Và đặc biệt ở một số thành phố lớn như là thành phố Siem Reap nè, hoặc là thành phố Siem Reap thì mọi người cũng sẽ thấy là có rất nhiều tòa nhà chập chờn. Và trong nay mai đây thì tụi mình sẽ chia sẻ rất là nhiều đoạn video về sự phát triển của thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Và ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia thì cũng sẽ phân cấp rất rõ nét. Có những khu vực bán đảo Kim Cương thì những cái tòa nhà, khu dân cư vô cùng sang trọng. Và cũng có những cái nơi vô cùng nghèo khó, chẳng hạn như là khu vực Chamampu, nơi mà cộng đồng người Việt sinh sống rất nhiều. Và sau khi mà làm các thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh đi á, thì mình cũng đã cùng với Lý đã đặt chân đến đất Campuchia. Bây giờ thì chú trò chuyện với con một xíu nha. Mà bây giờ ba con điện về, ba con la, ba bị chủ đường nhấn cáp, chứ lại là bị đau hai cái chân. Đêm hôm qua chắc là một đêm rất khó ngủ với con. Dạ. Đến bây giờ khi mà con làm xong các thủ tục, con đặt chân đến đất Campuchia, cảm giác con, cái tâm trạng của con nó có bền bồng như trên mây không? Dạ cũng có chứ, hồi hộp chứ cũng mừng nữa, mừng được lên thăm ba. Hồi hộp gì không có biết, hồi hộp á là có biết đường lên chảnh không, lên tới chảnh kịp không. Dạ. Dự tính thì từ cửa khẩu Vinh Bà mà đến nơi Ba Bí Lý sẽ là 150 cây số. Nếu như đường xá mà thuận lợi á thì con với chú sẽ có mặt ở đó khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa. Dạ. Với 4 tiếng đồng hồ đó thì kịp con có thể thăm ba khoảng vài giờ đồng hồ mà con về trong ngày được. Dạ. Còn không, còn nếu không kịp thì chắc có lẽ là tất cả mọi người sẽ phải ngủ lại thủ đô Phnom Penh. Và mình hy vọng rằng sẽ chứng kiến được những khoảnh khắc xúc động giữa Lý và cha. Mình cũng không biết chắc chắn rằng là trong khu vực đó có được phép ghi hình hay không, nhưng mà dẫu sao á, cái việc ghi hình lại hay là không á cũng chẳng quan trọng, khi mà chính cảm xúc của bé được gặp được cha sau bao nhiêu năm mong ngóng. Và mời mọi người theo dõi cái hành trình tiếp theo của mấy anh em tụi mình. Bây giờ thì đường đi thì rất là khó, mà hơn nữa thì đối với mình cái tiếng Campuchia là không rành. Và may mắn thay thì Lý có một ông Út, chú tên gì ta? Tên Ngà. Chú Ngà, Lý gọi là ông đúng không? Và chú Ngà thì biết nói tiếng Cam. Và vì sao mà mình có khả năng nói được tiếng Cam? Tại vì mình sống quen, sống từ nhỏ ở chảnh, thì mình lớn lên như mình ở tại đó, mình lớn lên từ nhỏ. Bây giờ mình lớn lên thì mình thuộc thuộc, mình quen. Chú Ngà sẽ có nhiệm vụ đó là dẫn Lý vào trong trại giam để thăm ba và trao đổi với các cái quản tù để nói chuyện bằng tiếng Cam. Và thậm chí là còn trao đổi với cả tài xế, hoặc là trên đường đi có muốn mua sắm gì thì nhờ chú. Bản thân chú chứng kiến những cái hình ảnh của bé Lý mỗi ngày phải bươn chải để lo cho cha, mình thấy như thế nào? Thấy bụng phận của mình, ông với giờ cậu của nó thấy vậy nó đau lòng lắm. Bây giờ nói chung là trong dòng họ tập mình ai cũng hoàn cảnh khó khăn,
không ai giúp đỡ được, mà thấy bé Lý nó thương cha lo hết mình thì cũng rất là thương nó, rồi ủng hộ cho nó. Chứ cũng nhờ, trước hết là cũng nhờ là mấy chú cũng là giúp đỡ cho gia đình của bé, là cũng hoàng chú ông cũng cảm ơn mấy chú rất là nhiều, có lòng lỡ giờ cũng giúp đỡ cho gia đình bé Lý còn trong một gia cảnh vậy, cũng chú cũng cảm ơn rất là nhiều. Với bà con chúng gửi lời cho bà con của bác mong mạng mà thương giúp đỡ gia đình Lý đó, cũng trân trọng là cảm ơn rất là nhiều, gửi lời này cũng cảm ơn với bà con của bác mềm bằng hết, cũng cảm ơn rất là nhiều. Chú nghe con được biết là công việc của chú là xịt thuốc làm đồng, vậy thì sáng nay đi thì công việc đồng áng nhà mình sao? Nói chung không phải là chú thử cục đồng, mà chú là làm thợ sơn. Thợ sơn nước mình đó. Thợ sơn nước cũng số ngày cũng đi làm công, người ta cũng tiền sống mỗi ngày với cái... Sáng nay là nghỉ. Sáng nay thì xin người ta nghỉ. Xin người ta nghỉ để mình đi giúp cho bé Lý với chị, chỉ nhờ chúng mình cũng thằng có mình đi được, cũng gắng giúp đi vì cho nó trọn vẹn. Bây giờ là từ đây đến... Ôi trời, đường hư quá. Bây giờ từ đây qua đó nó khoảng 200 cây số. Mà sao đi được 3 tiếng, nếu mà 200 thì không thể nào. Thì tài xế người ta nói vậy thôi thì mình nói, quan sát thấy nè, bụi quá trời luôn à. Đi một đoạn thì mọi người bắt đầu vào một cái trạm dừng chân để nghỉ ngơi và ăn sáng. Sợ sao mà lúc nào kè kè với ông Út vậy? Ở đây có thử menu thôi. Cái trạm dừng chân này có cơm tấm hả? Có cơm gà, cơm sáo, cùi tiêu, cà tiêu thịt heo, thịt bò. Anh đi phải trai mình đấy. Không có. Cơ cùi tiêu hai sáng, mì hai sáng, mì sáo. Mì sáo, cơm cá chiên. Cơm cá chiên à. Dạ. Biết nói tiếng Việt hay ghê ta. Chúc. Bây giờ uống cà phê đá không được. Dạ. Hai cà phê đá không được nha. Chị nói được tiếng Việt không? Nè, chỉ là mỗi mình chị này là biết nói tiếng Việt thôi à. Chúc. Vậy mình học tiếng Việt bằng cách nào? Học tiếng Việt bằng cách nào? Không biết hả? Không biết. Cái menu này biết được không? Mì hải sản đâu? Mì hải sản hả? Đây nè. Em hỏi nha. Cơm hải sản. Cơm hải sản. Hủ tiếu. Cái tiêu bò, tiêu thịt heo. Còn đây là gì? Không có. Bò kho. Bò kho. Còn này là gì? Cơm cá chiên. Ơi, ăn gì luôn. Sợ đi đường dài. Đây, menu toàn tiếng Việt. Là mà toàn tiếng Cam nhưng mà chị gái là nói được tiếng Việt nè. Ngồi xuống ăn luôn đi chú. Lý ngồi ăn đi Lý. Đây là một cái trạm dừng chân mà rất là nhiều công nhà xe như ở Sài Gòn, như là Danh nè nha, Samco, rồi SH. Rất là nhiều nhà xe đều phải sau khi nhập thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài thì dừng lại đây để nghỉ ngơi cho khách đi vệ sinh. Hôm nay thì mình đi cửa khẩu Vinh Bà cho nên là đi tới đây cũng rất là nhanh. Và ở đây thì mọi người dùng được cả 3 loại tiền: tiền ria của Campuchia, tiền Việt Nam và đô la Mỹ. Ổ bánh mì này thì tiền ria là bao nhiêu vậy chị? Tiền ria 8.000. 8.000 ria là tầm khoảng 2 đô Mỹ. 2 đô Mỹ. Vậy là một ổ tiền Việt Nam này tầm khoảng 50.000. Dạ. Vậy thì chút nữa em đưa tiền Việt Nam thì bao nhiêu tiền? Việt Nam thì 100.000. 100.000 ha, 50.000 một ổ. Để cho mọi người xem bánh mì ở Việt Nam tại đất Campuchia. Chị đây là chị ở đây là xe của mình hay là mình làm công thôi? Mình ăn công. Vậy là chị gốc Việt Nam, sau đó là cứ chồng mà sống bên này luôn. Mọi người sẽ thấy bánh mì với giá là 2 đô. Có một điều đặc biệt đó là tờ tiền đô của người Campuchia thì họ rất là kỳ cái tờ 2 đô. Vì khi mà tờ 2 đô như vậy á, sẽ có cái hình cái chiếc đầu lâu, và người ta cũng không thích cái tờ 2 đô. Đây cho mọi người xem nè. Thay vì sử dụng 1 đô. Em nghe nói là bên này á, cái tờ 2 đô người ta kỳ lắm hả? Tờ 2 đô đâu có gì, bình thường. Vẫn mua bán bình thường đúng không? Đúng.
Vậy chút nữa em đưa tờ 2 đô là được đúng không? Tờ 2 đô mà tờ mới em lấy. Tờ mới hả? Để em đưa thử tờ này được không? Nghe nói là bên này thì họ lại không thích tờ 2 đô la Mỹ. 2 đô những người ta còn dùng trong cái. Đây như tờ này được không? Được. Này là tờ mới đúng không? Đúng. Đây là 2 ổ, 4 đô. Nhưng mà mình muốn mua tờ 2 đô thì có thể là người ta lấy thành cái 10 ngàn kia. Vậy thì tờ tiền 2 đô như vậy bên Campuchia là mất giá hơn? Có giá. Có giá hơn hả? Mình mua tiền, lấy tiền cam mua thì người ta lấy mình tới 2, tới 10 ngàn. Vậy thì nếu mà mua thì mua tiền đô lợi hơn? Dạ. 10 ngàn thì... Một đô á, là đổi ra là 4.100 ria. 2 đô sẽ là 8.200. Nhưng mà nếu mà đưa tiền ria thì họ sẽ lấy hẳn 10 ngàn luôn. Vậy thì lỗ. Thà như đưa tờ 2 đô như vậy, mình sẽ được lợi hơn một tí. Một ổ bánh mì là 50 ngàn. Gửi đồ vô luôn à? Dạ dạ. Dạ có. Một ổ ớt, một ổ không. Ở đây là một cái trạm dừng chân rất nổi tiếng ở nằm tỉnh Sraiving. Vừa mới đi khỏi cửa khẩu á. Một bài mọi người di chuyển một đoạn ngắn thì sẽ gặp. Và bên trong bán rất nhiều mặt hàng Việt Nam. Ôi. Các chị gái này thì đều có thể nói được tiếng Cam, tiếng Việt được hết. Đồ chua, một trong những cái món đặc sản của người Campuchia là đồ chua. Đây mọi người sẽ thấy không, trên đất Campuchia mình có thể mua bán, trao đổi hàng hóa bằng tờ tiền của Mỹ. Ở này không ớt đúng không? Ớt. Cảm ơn chị. Bên đây ăn ngon rồi đúng không? Ồ, bánh mì này tính ra đắt. 2 đô Mỹ. Có 2 đô. Chị đây là có khả năng là nói được tiếng Việt bập bẹ đang học, cho nên là đôi khi mình nói chị cũng không hiểu được là một vài ngôn ngữ, cũng thông cảm. Cà phê đá 2 ly. Cà phê đá 2 ly. Ai là tê mui 7 pon. 7 pon. Nước 1 chai. Tập. Bao nhiêu riêng? Hầu như là cái trạm dừng chân ở đây là tất cả mọi người có khả năng được nói được tiếng Việt và nói được vài từ ngữ. Và ở đây thì bánh mì cũng là 2 đô. Các món ăn sáng cũng là... Đây, đây mọi người thấy nè. Họ sẽ có hai cái giá. Giá bên này là tiền ria, giá bên này là tiền đô. Họ để rõ ràng như vậy nè. 6.000 ria và 1,5 đô. Cà phê đen thì là 30.000 tiền Việt Nam. Hôm qua giờ em nhìn được tờ tiền Campuchia chưa Nghĩa? Chưa anh. Nhìn chưa hình dung được. 10 ngàn nè. 20 ngàn, 40 ngàn. 72 ngàn. Dạ. Bao nhiêu đô? Trong đó 18 đô. Dạ 18. 72. Đếm là đúng không? Bảy hai đúng không? 18 đô cho một bữa ăn sáng tất cả mọi người, 7 người ở đây. Lý biết nói tiếng Cam không? Không. Nãy giờ thấy chị cô nói chuyện tiếng Việt con thấy sao? Nghe được. Nghe được đúng không? Dạ. Đây là chiếc xe Mercedes đời Napoleon. Ở trên thì cái logo đây hãng gì mình không biết, nhưng mà dưới này là logo của hãng mẹ nè, giống như là xe trong các bộ phim kiếm hiệp hoặc là các bộ phim sầu đen Hồng Kông vậy. Leo lên là không thấy gì à. Ông
Lấy xe nha mọi người, xe đời mới, mới làm lại. Hôm nay thì mình thuê một chiếc xe 16 chỗ nhưng cải tạo lại còn có 7 chỗ thôi. Thì sau này để chắc hàng, vừa mới chắc mít cho nên là bò hóng với ruồi cũng rất là nhiều. Giá thuê chở trong chuyến đi ngày hôm nay đó là 150 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 3,5-4 triệu tiền Việt Nam. Và thêm một cái anh trai mà đang ngồi đầu hàng ghế, anh này là người hướng dẫn tìm đến cái địa chỉ nhà tù. Anh này thì làm trong bộ nội vụ của hoàng gia Campuchia cho nên anh biết được cái nhà tù đó nằm ở đâu. Và anh sẽ bỏ công một ngày và mình trả công cho anh là 100 đô nữa. Ở sáng nay ở chi phí sẽ là 250 đô để đưa Lý đến cái trại giam của ba Lý. Nãy giờ thì tụi mình đã đi được khoảng 200 cây số, còn 100 cây nữa nha mọi người. Và đây là chiếc xe mà tụi mình thuê á, mọi người thấy rất là cũ kỹ nhưng mà chạy cũng rất ok. Và xe này thì mình cũng không xác định là của hãng nào hết à. Và điều đặc biệt sẽ cho mọi người thấy là vì sao lúa gạo ở Campuchia có vẻ là ngon hơn lúa gạo Việt Nam, vì mọi người sẽ thấy là cái cánh đồng lúa ở đây người ta họ thuận theo tự nhiên, có nghĩa là họ trồng canh tác và cũng ít sử dụng các cái loại phân bón hóa học. Cho nên là mọi người sẽ thấy là ở trên cái đồng lúa cỏ dày đặc ngang ngửa với lúa, trong khi đó thì những cái đồng lúa của Việt Nam mình á thì mọi người chăm sóc kỹ hơn, làm cỏ kỹ hơn, rồi sử dụng thuốc diệt cỏ, sử dụng các loại hóa học, cho nên là giúp cho cây có năng suất đạt hơn. Nhưng mà lúa gạo ở Campuchia á, thì người ta ít sử dụng lắm cho nên là không có năng suất, nhưng mà hạt gạo nó phát triển tự nhiên cho nên là sẽ có vẻ là ăn hấp dẫn hơn, ngon hơn và thơm hơn. Ở Việt Nam á, thì mình muốn mua gạo Campuchia thì mình chỉ cho mọi người một chỗ, đó là chợ phường 1 quận 10, nằm trong một cái con hẻm đường Lê Hồng Phong quận 10 á. Ở đó là một cái chợ Campuchia và bán rất nhiều lúa gạo Campuchia. Và bây giờ thì mình lên đường đi nha. Đây cái lộ trình đi là còn khoảng 80 cây nữa ha. Mình sẽ đến nơi này. Chiếc xe này tiếp tục di chuyển dọc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Tụi mình phải đi những con đường tắt vào các cái khu dân cư cấp xã, cấp huyện mới có thể di chuyển nhanh như vậy. Và dọc biên giới thì mình cũng bắt gặp rất là nhiều các cái casino. Và ở Campuchia thì casino sẽ được mọc rất là nhiều khu vực biên giới và một số khu tự trị, đặc biệt là thành phố cảng tự trị Sihanoukville, rất là nhiều casino. Và tưởng chừng như là đến một cái vương quốc của người Trung Quốc tại đất Campuchia vậy. Và đây là một casino đang được xây dựng và sắp đưa vào hoạt động, có quy mô và sức chứa lên đến khoảng 5.000 khách lưu trú luôn. Mọi người sẽ thấy ở trước là một cái trụ sở làm việc của nhà nước, còn phía sau là một cái casino này rất to. Và hứa hẹn rằng là sẽ rất là nhiều du khách, kể cả những người Việt sang đây để đánh bạc và lưu trú. Những casino này tập trung chủ yếu là dọc biên giới thôi. Và chính sách của Campuchia là khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mở các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Khi vào bên trong nhà tù á, mình sẽ không được phép ghi hình. Tất cả các thiết bị điện tử, kể cả những cái đồng phục như là quần jean, hoặc mang giày cao gót, hoặc là giày thể thao á, sẽ bắt buộc phải bỏ bên ngoài. Vì nhà giam họ sẽ rất là lo ngại cái chuyện đó là mình mang hung khí hoặc là mang chất cấm vào bên trong trại giam. Vì vậy thì sẽ không có những cái thức khí như vậy. Anh Đạt Đồng Tháp cùng với bạn Nghĩa đồng hành với chuyến đi này cùng với mình. Tất cả mọi người cũng đang rất là mệt khi mà lúc 4 giờ sáng đã cố gắng thức dậy và di chuyển một đoạn đường dài mấy trăm cây số rồi. Và chút nữa đây thì mấy anh em tụi mình cùng với Bê Lý sẽ vào trong, không được phép ghi hình cho nên sẽ không cho mọi người xem được cái hình ảnh đó. Nhưng mà mình sẽ mô tả bằng lời nói sau khi Bê Lý thăm xong. Và tụi mình đã có một giờ đồng hồ cùng với ba Bê Lý, với Bê Lý tâm sự bên trong buồng giam. Và sau đây là khoảnh khắc mà mình với Bê Lý bước ra khỏi nhà giam. Bỏ quên đồ đạc ở trong đó. Chia sẻ với mọi người là ở trong đó gần như là không có được phép mang các thiết bị gì hết á. Phải bỏ điện thoại lại hết. Và lục soát người, kể cả giày dép cũng phải đổi đôi dép ở trong đó, sợ mình mang vật nhọn vào bên trong. Ở phía sau lưng mọi người đây là một cái nhà tù được cho là nhà tù lớn nhất ở đất nước Campuchia. Và tổng cộng là có 3.000 phạm nhân. Và đây là những cái phạm nhân đã thụ án hết rồi. Và ba Lý trước đó được giam ở một cái nhà tù
rất là gần với biên giới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang, nhưng mà bây giờ phải di chuyển lên khu vực mà giáp với tỉnh Bình Phước rất là xa. Cái cảm xúc của con khi mà vào thăm cha thì con thấy sao? Con thấy con nhận không gan, không biết ba con ốm, ốm với già hơn cạo đầu. Ba Lý có chia sẻ là sống ở trong đó là có khoảng 17 phạm nhân trong một cái không gian là 15 mét vuông. Về đêm á, ngủ á, thì không có đủ chỗ để ngủ, phải nằm nghiêng qua một bên như này. Có nghĩa là mỗi người sẽ được khoảng cách chừng dày mới đủ cái chỗ nằm. Và mỗi ngày thì sẽ có hai bữa ăn. Bữa trưa là lúc 10 giờ và bữa chiều là lúc 4 giờ chiều. Và những cái lần ăn như vậy á, là ăn gì con? Dạ, ăn cơm với rau muống. Rau muống xào hoặc luộc có chứ. Ăn già đọt á. Ăn không đủ no, nhà mà khi trong đó nó riêng miếng á, nó cho có một chén cơm thôi, còn những người khác cho được 2 chén, 3 chén. Thì riêng miếng ba con mới có tiền cho có một chén cơm thôi. Ba ăn không đủ no. Mua ở ngoài này vô thì là có mười mấy thôi, mà vô trong chổng nó vô đưa tới 200 hoặc 300 ngàn tiền riêng á. Cỡ 2-3 triệu đồng. Ba Lý nói rằng là hồi mà còn ở Việt Nam á, hai cha con là chỉ cần mà không gặp nhau nửa ngày là nhớ nhung lắm. Đêm ngủ á, thì Lý nằm lên bụng của ba để ngủ. Nhưng mà lần này thì xa cách nhau đã 5 năm rồi. Hồi nãy con nhớ cái điều gì mà ba con chia sẻ không? Ba con nói là ở nhà hai cha con á, giỡn giỡn nhau đi đâu cũng ăn uống chung, chở đi chơi. Giờ 5 năm mà không gặp nhớ thấy ghê luôn. Ba con mới nằm tủi thân khóc. Hồi nãy ba Lý 4 lần, mình đếm là 4 lần tương nước mắt. Đến lúc mà tạm biệt đi thì không cầm được nước mắt, ba Lý chảy hai hàng như vậy nè. Mà bản thân mình lại thấy là Lý cố gắng kìm được mắt. Vì sao con kìm được mắt được giỏi vậy? Mà trong khi ba con là chịu không nổi. Tại quen rồi chứ, kìm nước mắt quen. Hồi nãy thấy ba khóc con cảm giác như thế nào? Cũng muốn khóc theo nhưng mà khóc không được. Kìm khóc lại. Vì sao con lại cố gắng kìm cái nước mắt mình chi? Để khóc thì ba con thương, nói nhớ con, ba con buồn nữa. Con có khóc. Một tiếng đồng hồ thăm thì con thấy là thời gian nó quá ngắn ngủi đối với con không? Hồi nãy thì chú thấy là hai cha con âu yếm nhau suốt cả một tiếng đồng hồ. Thậm chí là cai ngục họ yêu cầu là hết giờ rồi, đi ra. Hai cha con cũng phải tận dụng được khoảng 5 giây, 10 giây cuối cùng là ôm nhau bình rịn. Tại vì biết rằng là mỗi lần đi là mỗi lần tốn kém và tốn rất nhiều thời gian. Con có thể miêu tả lại cái vẻ hình của ba con khác với lúc trước như thế nào nhiều không? Lúc trước ba con mập, ba con ăn uống được, cái gì cũng ăn hết trơn. Giờ ba con vô chổng ăn uống không được, hiểu trơn. Chứ không có đồ ăn, ăn không đủ no. Ba con ốm với già hơn. Tóc con, thì như thế nào, có bạc đi thì, không? Tóc cũng bạc ít thôi chú, nhưng mà nó cạo đầu ba con ra được chút xíu rồi. Vô thì con chưa nhận ra đâu, có một hồi con mới nhận ba ngợi đó, ba đi con. Vì theo quy định của trại giam á, thì mỗi buổi thăm chỉ được 60 phút. Vì vậy thì tận dụng tối đa 60 phút, mình nhường cái không gian đó cho hai cha con được ôm ấp, trò chuyện và tâm sự nhau. Bé Lý thì vẫn phải cố gắng quay trở về quê nhà để có thể bán vé số nuôi tất thảy là 4 người. Như là ba đang bị giam ở Campuchia, mỗi tháng Lý phải gửi 3 triệu nè. Mẹ bị bại liệt, chị gái thì động kinh, dì Út thì tâm thần. Mọi người quan sát thấy bé Lý rất háo hức. Và chiếc xe chở Lý từ Việt Nam sang Campuchia rời bỏ trại giam quay về nước, em thì đang khá là buồn bã, khuôn mặt rất là tâm trạng. Dẫu sao thì ước mơ của em suốt mấy năm trời được nhìn thấy ba cũng là đã được mãn nguyện rồi. Và hành trình bé Lý đi tìm cha như là một câu chuyện vô cùng gian nan, như một câu chuyện như trong các bộ phim mà mọi người cũng từng xem, bộ phim Đất Phương Nam.
con chọn món ăn đi. Ngồi đây, mời mọi người, tất cả mọi người ngồi chung luôn đi. Bạn chọn cho dễ nè.